Phá Tam Giang, hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, có rất nhiều loại cá to lớn đến vài chục ký như cá vượt, cá bùi, cá lụy, cá chình. Nhưng loài cá to nhất ở hệ đầm phá này, theo lời kể của những lão ngư, là loài cọp nước. Cọp nước hay còn gọi là cá mú cọp, cá mú nghệ, cá mú thụy. Cọp nước được gia đình ông Trần Bình, 55 tuổi, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, đang nuôi ở cửa biển Tư Hiền, đang trọng lượng hơn 100 ký. Con cá mú cọp dài khoảng 1,5 mét, thân đen ngòm, đầu tư đá tảng, trên mình vàng vện những hoa văn màu vàng, xen lẫn vệt đen như lưng con cọp. Ông Bình cho biết món khoái khẩu của loài cá này là cá nục, cá ngừ biển. Mỗi lần cho cá ăn, ông Bình tốn khoảng 2 ký cá. Ông Nguyễn Quang Vinh Bình, chi cục trưởng chi cục thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế nói rằng, con cá mú ông Bình đang nuôi thuộc dạng cực hiếm trên hệ sinh thái Tam Giang, Cầu Hài.